Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hướng dẫn các tiện ích trong phần mềm AutoCAD. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn đó là tiện ích chuyển GoCAD vào phần mềm AutoCAD nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Giả dụ ta có một file như thế này, ta muốn import cái ảnh phần mềm GoCAD vào đây thì làm thế nào? Đầu tiên ta load cái clip lên nha. Nè, đây là T này. Đó, nha. Rồi, thứ hai cũng bấm là IRT nha. Rồi. Ngay này tôi chọn là Việt Nam nha. Rồi, cái này chọn thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Cái này giữ nguyên nha. Cái này nè. Ta lưu ý nè. Đó. Work nè. Set nha. Rồi, này ta bấm ok nha. Ok. Rồi nha. Dễ rồi. Làm lại. Lắp dần do nãy mình chọn không đúng á, nó lắp dần thế mà. Vậy là được ha. Rồi sau khi mà ta chuyển cho anh như thế này rồi, ta muốn cho cái ranh nó nằm trên thì sao? Thứ hai là cho cái phần này line nè, chúng ta phải chọn sao nha. Rồi bấm chuột phải nè, cho nằm dưới đi. Đó, nó hiện lên nè. Rồi nhìn đẹp không? Qua thêm một cái nữa, bây giờ nó cho nó mất đi cái quyền ra ranh màu xanh là thì sao? Thì em này đó, cái dễ nhìn không ạ? Này là tôi chuyển cái ảnh của cậu ớt vào đây nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.